Với tính năng đánh giá và cảnh báo mức độ an toàn tại các địa điểm công cộng trong thành phố, ứng dụng SCT đã được Vụ Bình đẳng giới thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia thuộc Trung ương Đoàn và tổ chức Action Aid Việt Nam giới thiệu nhằm mong muốn hỗ trợ bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái. Theo nghiên cứu của Action Aid Việt Nam, 87% phụ nữ và trẻ em gái từng bị quấy rối tình dục. 63,4% phụ nữ và trẻ em gái cảm thấy lo lắng về các mối nguy hiểm tiềm ẩn tại những nơi công cộng, đặc biệt là xe buýt, bến xe hay nhà vệ sinh công cộng. Đáng chú ý, khi bị bạo lực, quấy rối, nạn nhân thường có xu hướng im lặng, trong khi phần lớn nam giới và người chứng kiến không có hành động can thiệp. Trong những năm gần đây thì việc lạm dụng và quấy rối tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái thì có phần được kiểm soát. Tuy nhiên thì cái số mà nạn nhân quấy rối tình dục bị quấy rối tình dục vẫn còn ở tình trạng cao. Em cảm thấy là cái việc mà tạo ra được môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái ấy, là một điều rất là quan trọng mà một việc cần phải ưu tiên. Mọi người có cảm giác là tự tin hơn, mà cảm giác tức là đi ra ngoài và cảm giác là mình cảm giác là được bảo vệ mà an toàn hơn mà khi đi ra ngoài ạ. Ứng dụng SCT, viết tắt cho Safe City Action Aid, tức là thành phố an toàn, đã được phát triển và đưa vào sử dụng. Đây là ứng dụng đầu tiên chạy trên điện thoại thông minh dành cho tất cả người dân và du khách. Không chỉ giúp người dùng tự bảo vệ bằng cách gọi cứu trợ khẩn cấp khi gặp quấy rối, quan trọng hơn cả, SCT còn tạo ra một không gian mạng xã hội để đánh giá chất lượng các dịch vụ công và cảnh báo tình trạng an toàn tại các địa điểm công cộng trong thành phố. Tình trạng xâm hại phụ nữ ở Việt Nam hay ở trên thế giới thì đang ở mức gọi là khá là báo động. Vì là hiện tại thì theo em được biết thì ở Việt Nam chưa áp dụng những phần mềm nào hiện đại để bảo vệ phụ nữ và trẻ em, mà chỉ có những cái bảo vệ trên báo đài hay là trên truyền thông thông tin đại chúng thôi. Thì bản cá nhân em thì em rất mong muốn là sẽ có những cái quan tâm đặc biệt hơn, hay là có những cái phần mềm hiện đại hơn để khi mình ở bất kỳ vị trí nào thì vẫn có thể sử dụng được phần mềm và phụ nữ vẫn có thể được bảo vệ. Tôi nghĩ rằng trong cái thời buổi công nghệ hiện nay thì cái phần mềm này nó sẽ rất có giá trị để chúng ta có thể tích vào đánh dấu những cái khu vực nào nó đảm bảo an toàn, và trên cơ sở đó để giúp cho các đối tượng, nhất là phụ nữ và trẻ em gái, có thể tìm được những cái khu vực an toàn nhất của mình trong cái vấn đề di chuyển hay là vấn đề thực hiện các cái hoạt động của mình. Sự phát triển của công nghệ thông tin hiện nay, Safety Action Aid sẽ được chào đón. Phụ nữ và trẻ em gái sẽ được sống trong một môi trường an toàn bằng sự chủ động tự bảo vệ bản thân cũng như tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ tại các điểm công cộng. Đây chính là một trong những tiêu chí của xã hội văn minh hướng đến một cộng đồng an toàn với phụ nữ và trẻ em gái.